Xin chào các bạn. Đây là 100 câu hỏi thi quốc tịch bằng tiếng Việt. Hạnh soạn từ những câu dễ nhớ nhất đến những câu khó từ từ nên các bạn học rất là dễ thuộc, dễ nhớ. Mong rằng video này hữu ích cho các bạn. Chúc các bạn thi đậu quốc tịch nhé. Điều kiện thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt là được 55 tuổi và đã là thường trú nhân ít nhất 15 năm. Trường hợp nữa, được 50 tuổi và đã là thường trú nhân trong ít nhất 20 năm. Miễn thi khi bị thiểu năng vĩnh viễn về thể chất hoặc tâm thần khiến cho người đó không thể đáp ứng các yêu cầu. Đặc biệt, nếu quý vị được 65 tuổi và đã là thường trú nhân trong ít nhất 20 năm quý vị chỉ cần học 20 câu hỏi trong phần phỏng vấn 100 câu hỏi đáp về kiến thức công dân. Chúng ta bắt đầu nhé! Ai là tổng thống đầu tiên? Trả lời George Washington George Washington Ai được gọi là cha đẻ của nước Mỹ? Trả lời George Washington Hiện nay tên tổng thống Hoa Kỳ là gì? Trả lời: Joe Biden. Nhiệm kỳ tổng thống là mấy năm? Trả lời: 4 năm. Bầu tổng thống vào tháng nào? Trả lời tháng 11 Hiện nay tên phó tổng thống Hoa Kỳ là gì? Trả lời Kamala Harris Kamala Harris Nếu tổng thống không thể làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm tổng thống? Trả lời phó tổng thống nếu cả tổng thống và phó tổng thống không thể làm việc được nữa ai sẽ thay thế trả lời chủ tịch hạ nghị viện ai sẽ ký dự thảo luật thành luật trả lời tổng thống Ai là tổng tư lệnh quân đội trả lời tổng thống Ai có quyền phủ quyết các dự luật trả lời tổng thống nội các của tổng thống làm gì trả lời cố vấn cho tổng thống tòa án cao nhất ở hoa kỳ là gì trả lời tối cao pháp viện có bao nhiêu thẩm phán ở tối cao pháp viện trả lời chính thẩm phán ai đang là chủ tịch tối cao pháp viện trả lời john roberts John Roberts hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì trả lời: đảng dân chủ và đảng cộng hòa. Đảng của tổng thống hiện tại là đảng nào trả lời: đảng dân chủ. Chủ tịch Hạ viện hiện thời tên gì? Trả lời Mike Johnson Mike Johnson Công dân phải bao nhiêu tuổi mới được bầu tổng thống? Trả lời 18 và già hơn Ngày cuối cùng, có thể nạp tờ khai thuế cho liên bang là ngày gì? Trả lời: ngày 15 tháng 4. Khi nào tất cả nam giới phải ghi tên cho sở quân vụ? Trả lời: ở tuổi 18. Nhóm người nào được mang tới Mỹ châu và bán làm nô lệ? Trả lời: người phi châu thủ đô của Hoa Kỳ tên gì? Trả lời Washington, D.C. Washington, D.C. Tượng nữ thần tự do ở đâu? Trả lời Hải cảng New York Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 13 lần gạch? Trả lời, vì có 13 tiểu bang thuộc địa đầu tiên. Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 50 ngôi sao? Trả lời: Bởi vì có 50 tiểu bang. Ngày nào là ngày lễ độc lập? Trả lời: Ngày 4 tháng 7. cho biết hai ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ. Trả lời, lễ tạ ơn, lễ Giáng sinh. Cho biết một trong hai con sông dài nhất ở Hoa Kỳ. Trả lời, Sông Missouri Biển nào ở bờ biển phía tây Hoa kỳ trả lời Thái bình dương. Biển nào ở bờ biển phía đông Hoa kỳ trả lời đại tây dương. Cho biết một lãnh thổ hải ngoại của Hoa kỳ trả lời: Worm cho biết một trong những tiểu bang giáp ranh canada trả lời washington cho biết một trong những tiểu bang giáp ranh mexico trả lời california tên bài quốc ca hoa kỳ là gì trả lời the star spangled banner the star spangled banner kể tên một bộ lạc da đỏ tại Mỹ trả lời hopi một trong những lý do khiến người di dân thời thuộc địa tới Mỹ châu là gì trả lời tự do Những ai sống tại Mỹ trước khi người âu châu tới trả lời: Thổ dân Mỹ Châu Có hai cách công dân Hoa Kỳ có thể tham dự vào nền dân chủ là các cách nào: trả lời, bầu cử, tranh cử khi trở thành công dân hoa kỳ một trong những lời hứa của bạn là gì trả lời tuân hành luật pháp của hoa kỳ khi nói lời tuyên thệ trung thành chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì trả lời trung thành với hoa kỳ cho biết hai quyền của mỗi người sống ở Hoa Kỳ trả lời tự do ngôn luận tự do tôn giáo kể tên một quyền chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ trả lời tham gia bầu cử cấp liên bang một trong các bổn phận chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì? Trả lời, tham gia bầu cử liên bang. Có bốn tu chính án hiến pháp về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra một trong các thứ đó. Trả lời, công dân từ 18 tuổi trở lên có thể bầu cử. Ai là tổng thống trong Thế chiến thứ nhất? Trả lời: Woodrow Wilson. Hiến pháp được soạn thảo khi nào? Trả lời: năm 1787. Bản Tuyên ngôn Độc lập được tuyên bố lúc nào? Trả lời: ngày 4 tháng 7 năm 1776 ai viết bản tuyên ngôn độc lập trả lời Thomas Jefferson tại sao những người thuộc địa chống lại người anh trả lời vì thuế cao có mười ba tiểu bang nguyên thủy cho biết ba tiểu bang trả lời New York, New Jersey, New Hampshire luật tối cao của đất nước là gì trả lời hiến pháp hiến pháp để làm điều gì trả lời thành lập chính phủ ý tưởng của việc tự trị nằm trong ba chữ đầu của hiến pháp các chữ đó là gì trả lời chúng ta người dân tu chính án là gì trả lời một sự thay đổi trong hiến pháp Chúng ta gọi 10 tu chính án đầu tiên của hiến pháp là gì? Trả lời: Bản tuyên ngôn nhân quyền. Một quyền hoặc tự do từ tu chính án thứ nhất là gì? Trả lời: Tự do ngôn luận. Hiến pháp có bao nhiêu tu chính án? Trả lời 27 Bản tuyên ngôn độc lập có ý nghĩa gì? Trả lời Công bố độc lập khỏi Anh quốc Kể ra hai quyền trong bản tuyên ngôn độc lập Trả lời quyền sống quyền tự do tự do tôn giáo là gì trả lời bạn có thể theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không theo tôn giáo nào hệ thống kinh tế của hoa kỳ là gì trả lời kinh tế thị trường quy tắc của luật pháp là gì trả lời mọi người phải tuân theo luật pháp cho biết một ngành hay phần của chính phủ trả lời tổng thống điều gì ngăn chặn một ngành công quyền trở nên quá nhiều quyền lực trả lời, kiểm soát và cân đối. Ai phụ trách hành pháp? Trả lời, tổng thống. Ai lập ra luật liên bang? Trả lời, quốc hội. Hai phần của quốc hội Hoa Kỳ là gì? Trả lời thượng nghị viện và hạ nghị viện có bao nhiêu thượng nghị sĩ liên bang trả lời một trăm chúng ta bầu thượng nghị sĩ cho bao nhiêu năm trả lời sáu năm hạ nghị viện có bao nhiêu dân biểu trả lời 435 Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm? Trả lời: 2 năm. Thượng nghị sĩ đại diện cho ai? Trả lời: Tất cả người dân trong tiểu bang. tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác (trả lời vì tiểu bang đó đông dân hơn). Theo hiến pháp, chính phủ liên bang có một số quyền: một trong các quyền của chính phủ liên bang là gì (trả lời: in tiền). Theo Hiến pháp, chính phủ tiểu bang có một số quyền. Một trong các quyền của chính phủ tiểu bang là gì? Trả lời, cấp bằng lái xe. Kể ra hai chức vụ trong hàng nội các. Trả lời, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Giáo dục. ngành tư pháp làm gì trả lời xét duyệt pháp luật việc gì xảy ra tại đại hội lập hiến trả lời soạn thảo hiến pháp các bài tham luận gọi là federalist papers ủng hộ việc thông qua hiến pháp hoa kỳ Kể tên một trong những người viết tham luận trả lời James Madison một việc gì làm Benjamin Franklin nổi tiếng trả lời nhà ngoại giao Hoa kỳ Hoa kỳ mua lãnh thổ nào của pháp vào năm 1803 trả lời Louisiana tên một trong những cuộc chiến Hoa Kỳ tham chiến những năm 1800 trả lời nội chiến tên gọi của cuộc chiến trên đất Hoa Kỳ giữa miền bắc và miền nam gọi là gì trả lời nội chiến cho biết một vấn đề đưa tới cuộc nội chiến trả lời vấn đề nô lệ một điều quan trọng mà abraham lincoln làm là gì trả lời giải phóng nô lệ Tuyên ngôn giải phóng đã làm gì? Trả lời, giải phóng nô lệ. Bà Susan B. Anthony đã làm gì? Trả lời, đấu tranh cho dân quyền. Cho biết, một cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự vào những năm 1900. Trả lời, Chiến tranh việt nam Ai là tổng thống trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và thế chiến thứ hai trả lời Franklin Roosevelt Trong thế chiến thứ hai Hoa kỳ chiến đấu chống các nước nào trả lời Nhật Bản Đức và Ý trước khi trở thành tổng thống Eisenhower là tướng lãnh ông đã chiến đấu trong cuộc chiến nào. Trả lời Thế chiến thứ hai trong thời kỳ chiến tranh lạnh quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì. Trả lời chủ nghĩa cộng sản Phong trào nào tìm cách chấm dứt sự phân biệt chủng tộc trả lời phong trào dân quyền Martin Luther King Jr đã làm gì trả lời tranh đấu cho dân quyền biến cố lớn lao nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Trả lời, bọn khủng bố tấn công Hoa Kỳ. Câu 20 Hiện nay, ai là một trong những thượng nghị sĩ tiểu bang của bạn? Hạnh cho tên hai thượng nghị sĩ nhưng mà các bạn chỉ chọn một được rồi nhé. Chọn một thượng nghị sĩ dễ nói nha các bạn. Thượng nghị sĩ Brian shots Brian shots Brian Schatz Câu 23 Cho biết tên vị dân biểu của bạn. Câu này thì các bạn dựa vào đường link đã cho để mà trả lời. Nếu như các bạn không trả lời được thì hãy cho mình biết zip khô nơi đang ở của các bạn. Mình sẽ tìm vị dân biểu cho các bạn. Câu 43 Thống đốc hiện nay của tiểu bang bạn là gì? Thống đốc hiện nay của tiểu bang Hawaii là Josh Green Josh Green Câu 44 Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì? thủ phủ của tiểu bang Hawaii là Honolulu. Honolulu. Ngoài bốn câu cuối, những câu khác các tiểu bang đều trả lời giống nhau. Chúc các bạn học bài mau thuộc và thi đậu quốc tịch nhé. Nhớ cho hạnh một like và một subscribe. Thank you.